Tắm mới quay lại hồ Cập Kè, hôm nay nước lên cao quá. Cái bãi này này ngày xưa nó đi bên dưới được. Nên hôm nay không biết là có nhiều cỏ không là phải bố trí anh em xuống tận nơi này khảo sát, lội hẳn xuống để sờ đáy như thế nào. Ô tô đi vào cái tuyến đường này cũng cả một sự vất vả. Úi trời, úi nó đá phao kìa. Ái da. Ui giời, tinh tế đấy, tinh tế. Được. Ai già rô đơn tính, đẹp quá. Chiều nó tí. Ui, bản rô đẹp luôn. Được đấy. Đúng 2 giờ nha. Cáo tuột đấy, cáo tuột đấy. Ở đây mình tính. Ôi giời, nó dính một tí thôi. Ôi đời. Dâng. Đứt lưỡi. Ôi giời. Đứt mẹ thẻo. Đứt thẻo đúng không? 2,5 cân. Ôi có cái kiểu mà. Gì mà hồi hộp thế? Đúng nhiệt kìa. Đại sư hôm nay đi theo đại sư học hỏi kỹ thuật câu cá rô phi. Đại sư này thì đã từng 3 tháng liền móm kinh liên rồi. Ôi, không phải vội thế đâu, cái chuyện mà. Ôi, mạnh mạnh đi nó, cái xả nó. Không nhìn rõ phao. Hết tầm căn cước. Đàn rô nó quấn rồi. Mất một con phí quá. Được 2 con. Đủ để 2 anh em chia đôi. Ngày trời mưa rất khó chịu. Úi giời ơi, lại hỏng rồi. Úi giời. Chạy ghê đấy. Khỏe đây, nới máy ra. Ơi, đã bảo nới máy ra, mày siết chặt thế, làm sao mà chịu được. Ra ngoài. Ôi, đứt lại trục. Không thấy gì à? Ôi, 2 anh em là đua nhau đứt trục, đứt thẻo. Mất một cái phao, mất một bộ trục. Ui, tụt phao luôn rồi. Phao mất rồi. Đấy, nó vẫn nhấp nháy. Có tăng lên rất nhiều. Thật là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Gặp phải kẻ nó không biết câu. Phá hại. Bao nhiêu cá vào toàn là mất. Cái lượng người anh là 3 con đúng không? Mình anh làm 3 con thôi, anh có làm gì nhiều. Ôi giời ơi. Cá chó. Ủa, đưa anh xử lý cho. Đây. Ôi giời. Câu rô phi mà lại cá chó ăn này. Là mồm to như mồm chó này. Thấy chưa? Đây. Thôi, lớn bò. Ôi giời, lại vượt ngục. Vượt ngục. Mày quá, xin nữa thì mất. Khả năng là em phải xả mạnh lên. Xả một lúc để cho nó yên tĩnh, bắt đầu phải câu tiếp. Là đến ca của anh nhỉ? Hả? Xong là đến ca của anh mới vào về đấy. Thì đương nhiên là phải xả thì nó mới đến thì mới câu được chứ. Còn giờ tự nhiên mình cứ ngồi mình cầu may này thì thi thoảng được con lại dính trôi lại chạy vút phát lại. Hoặc là anh buộc thêm ít thẻo vậy.